Hello anh em, xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục bài số 4 trong chuỗi video hướng dẫn sử dụng phần mềm Logic Pro X ha. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu tiếp về Import Audio, Apple Loop, Stretch Time, tức là mình sẽ thay đổi cái tempo của một cái audio file ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô phần Import Audio ha. Để Import Audio thì mình sẽ có tầm 3 cách. Thì cách đầu tiên đó là mình sẽ vào cái file import audio file và mình tìm cái file audio mình muốn import vô. Rồi mình có thể nghe nghe. Đó, thì mình có thể import vô ha. Đây là cách đầu tiên. Quên, mình phải import vô chứ. Rồi, open. Nó hỏi là mình có add cái tempo vô không thì mình ok. Mình import vô luôn. Đây, nó đánh dấu rồi này. Thì mình có thể mình bỏ đi cũng được. Bỏ đi cái đây. Bấm G nha, bấm G để mở cái này ra. Rồi. Cách thứ hai đó là mình sẽ kéo thả. Mình sẽ kéo thả ở ngoài vô. Có đây. Kéo thả vô. Đó. Kéo thả vô thì nó sẽ load một, có thể nó lâu hơn một tí hoặc nhanh hơn một tí tùy theo cái sức mạnh của cái CPU của các bạn. Đây là cách thứ hai, thì mình rất rất là thích cái cách này, nó rất là tiện lợi. Nhưng mà nó đôi khi nó sẽ là crash, nó làm crash cái máy của mình nếu mà cái máy của mình nó không đủ mạnh ha. Rồi cái cách thứ ba đó là mình giúp browser ở đây. Vô cái phần old file ở đây thì mình sẽ có những cái ở đây mình có cái gì đây, project của mình ở đây. Ở đây lòng music, ở đây là trong ổ cứng nè. Những cái nó nằm trong ổ cứng của chúng ta. Thì cái sample của mình nó nằm ở đây, trong đây. Đây. Ví dụ như là mình có cái EDM hay à lộn. Đây, cái echo sound đây. Sẽ có cái folder để mình có thể chuyển sang cái này để dễ nhìn hơn nè. Có thể mình nhấn double cho ha. Nó sẽ nếu mình double thì nó sẽ import vô. Đó. Còn mình kéo ra. Cái nào cũng được hết, cách nào cũng ok hết ha. Đó thì đó là cái cách mình sẽ import một cái audio vô. Đôi khi các bạn, nếu mà các bạn để thu âm thì các bạn có thể ví dụ mình vô cái phần user logic download đi ha. Mình đi sẽ vô phần download, mình tìm một cái beat nào đó. Tìm một cái beat. Đó. Khi mình có một cái beat, ví dụ mình import nó vô. Kéo nó xuống, nó sẽ tạo tự động, nó tạo cho mình một cái track mới luôn. Đó, ở đây mình sẽ có một cái beat ở đây ha. Đó, thì khi mà chúng ta có một cái beat rồi thì việc tiếp theo là chúng ta tạo một cái track để mình thu âm. Ok, mình sẽ tạo một cái track ở đây. Mình tạm mute nó lại tại vì mình đang nói chuyện qua cái input 1 thì nó sẽ xảy ra feedback nên mình tạm thời mình mute nó lại ha. Ví dụ mình để cái này là vocal đi, đó. Thì các bạn tiến hành thu âm bình thường trên cái beat của mình. Mình căn chỉnh volume trên đây ha. Yo, yo, check, check, hey, hey, yo, yo. Ok, nghe lại ha. Yo, yo, check, check, hey, hey, yo, yo. Đó, thì đó là cái cách mà chúng ta import audio vô và để mình thu âm được. Rồi, mình sẽ quay trở lại với cái loop ở đây.
Cái tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đó là cái Apple Loop ở đây ha, Apple Loop ở đây. Apple Loop. Nó đang load lại một tí. Apple Loop ở đây, mình nghe lại ha. Cái bài của mình là Tempo 84 thì nó là thể loại kiểu nó cũng hơi pop, nó hơi future bass cũng được. Mình sẽ tìm một cái loop future bass ở đây. Mình sẽ tìm ô drum ha. Cái màn hình lúc này nó cho chúng ta hai chế độ xem, thì mình thấy cái này nó cũng khá là trực quan dễ hiểu, còn cái này thì nó là kiểu nó classic hơn, mình thích cái kiểu này hơn, nó cũng dễ nhìn. Cái loop ở đây nó tempo của nó là 100 mấy lận, còn cái này là 84. Mình sẽ thay đổi nó 84, tức là khoảng tầm 168 ha. 168. Đây, 168. Vào đây đó, mình kéo qua thì mình sẽ có một loop ở đây. Loop này nó khá là rối, mình sẽ kéo một cái loop khác ha. Đây, mình sẽ kéo qua đây. Using đây, mình cứ kéo thử vào đây này, nó hiện ra cái gì này, tạo một cái track mới với lại một cái thử đi ha. Ok, bấm vô cái nó sẽ tạo ra cái gì ở đây. Tức là nó có cái loop này nhưng mà nó có thêm cái effect của cái scene này. Đây, ví dụ mình thử nha, thu. À quên, mình phải mở lại cái metronome chứ. Với lại cái quick sample, cái quick sampler ha, xem nó sẽ tạo ra cái gì ở đây. Nó khi mình dùng cái quick sampler thì cái loop này nó sẽ được cắt ra để mình có thể mình chủ động mình tạo loop. Khá là thuận tiện và nhiều cái thú vị ở đây ha. Ok, nhưng mà mình tạm thời mình chỉ nói qua về cái phần loop ở đây thôi. Rồi, phần tiếp theo mình sẽ nói đến là cái phần mình import một cái loop ở ngoài vào mà nó không cùng tempo với lại cái bài này ha. Ok, mình sẽ mở cái spline lên, mình đã thuê cái này ở đây. Mình thuê spline ở đây, mình tìm cái drum đi ha. EPM, BPM của mình tầm 8 80 đi. Đó, cái này
cho đến tầm 90 92. Tại vì cái loop gốc của mình là 84 thì mình sẽ kiếm một cái loop ở cái tempo khoảng tầm đây thôi. Mình sẽ có cái 85 nè. 89 nè. 85 90. Mấy cái này nó hơi hơi disco vậy đó bạn. Ok, mình sẽ kéo cái 85 này vô ha. Tạm thời mình bút cái này lại. Đây các bạn thấy không? Cái tempo của mình 85 thì nó sẽ thiếu ở đây một tí. Nó sẽ thiếu ở đây một tí. Thì để làm sao để mình thay đổi cái tempo ở đây thì nó sẽ có hai cách. Một là mình nhấn phím option. Nhấn phím option để mình kéo ra, nó stretch cái audio của mình ra. Đó, mình nhấn phím option. Mình kéo nha. Đây là cái cách mình hay sử dụng nhất. Tất nhiên là mình nên giữ cái tempo của mình xê dịch trong tầm 10 số độ lại thì cái độ mà nó bị thay đổi nó không quá nhiều nha các bạn. Rằng là khi mình thay đổi cái tempo ở cái này cái sự thay đổi của nó không chính xác bằng khi mình chuyển về cái tempo gốc của nó là tầm 84. Tầm 84 thì khi mình kéo cái này vô để mình kéo xây dịch qua đây. Khi mình cái sai số ở những cái loop 84 và cái loop 85 và cái loop đầu là 84 ở trong một cái tempo project là 84 thì cái sự mà thay đổi cái sự mà sync audio của nó chính xác hơn. Rồi cái cách thứ hai của mình đó là mình sẽ sử dụng Smart Tempo. Smart Tempo ở đây nó có cái set import audio file to, đây mình sẽ mở on đi ha. Thì nó sẽ tự động nó thay đổi cái tempo cái audio của mình khi mình import mình kéo thả vô. Rồi bây giờ mình sẽ thử mình kéo lại cái này qua đây ở một track khác ha. Rồi đó thì cái logic nó tự động nó thay đổi cái tempo theo cái project luôn. Ở đây nó cho mình hai cái là mình nếu mà mình muốn tiếp tục edit thì mình nhấn show, còn nếu mà không thì các bạn cứ show ha. Thực ra mình vẫn có thể mình xem lại ở đây. Mình nhấn double vô để mình thay đổi tất cả mọi thứ ở đây ha. Nhưng mà nếu mà mình sử dụng Smart Tempo thì nó sẽ xảy ra một cái là khi mình sử dụng cái one shot á. Đó, mình khi mình kéo cái one shot này vô thì cái Smart Tempo nó cũng tự động nó làm cái gì đó với cái audio của mình. Tất nhiên là cái Smart Tempo này nó cũng rất là nó thông minh. Nó cũng không quá thay đổi quá là nhiều nhưng mà mình cũng không thích những cái one shot của mình nó bị thay đổi và nó hỏi quá nhiều thì mình thường thường mình cũng ít ít đôi khi mình sẽ sử dụng cái Smart Tempo này đối với những cái loop mà nó có cái đầu đuôi nó khó chịu á, tức là nó đôi khi nó có những cái khoảng trống và chúng ta không thể nào mà kéo được cái đầu đuôi nó chính xác được thì mình phải sử dụng cái Smart Tempo này để nó cái logic nó tự động nó làm chính xác hơn. Còn bình thường thì mình chỉ cần kéo cái này thôi. Nhấn option vào kéo thôi thì nó sẽ tự động nó thay đổi ha. Thì tương tự với những cái loop khác, tương tự với những cái loop khác ở đây, tương tự với cả những cái loop khác đó. Thì tương tự với những cái loop khác ở đây mình sẽ gọi như đây đây ví dụ như là đây 90 update. Đây là cái hi-hat ở đây thì cái tempo nó là 89 thì mình cứ kéo ra bình thường. Cơ bản là từ 90 cho đến
xuống trở về 84 thì nó vẫn sẽ vẫn ok. Tầm 10 số độ lại nó vẫn ok. Có cái gì đó ở đây nó để mình kéo lại nha. 89. 89 kéo nó quá. Nếu mình không thay đổi thì nó là như vậy nè. Thì mình phải stretch time, stretch audio mình ra. Cái ops, cái phím option này ngoài chức năng mà kéo cái audio của mình dài ra hay ngắn lại thì nó có chức năng là shortcut của nó là copy. Mình nhấn option, mình nhấn giữ cái file của mình thì nó sẽ copy 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 tới copy những cái file mình đã chọn ha. Cái này mình hay sử dụng, rất là hay sử dụng để mình làm nhạc tại vì nó rất là tiện lợi, nó nhanh. Mình chỉ cần kéo thả, nhấn giữ kéo thả nó sẽ tự động nó copy ở đây. Thực tế thì nếu mà các bạn muốn copy thì các bạn vẫn có thể mình nhấn cái ở đây cái loop hoặc là chữ L ở đây hoặc là chữ L. Nhưng mà đối với những một số cái audio mà nó không có sự chính xác về cái ô nhịp á, thì khi mình copy thì nó sẽ bị copy kiểu mà lúc như vậy nó sẽ bị lệch. Nên mình đa số là mình sẽ kéo thả ở đây như vậy. Đôi khi nó sẽ mất thời gian hơn một tí nhưng mà cái độ chính xác nó cao hơn. Cái độ chính xác của nó rất là cao, nó chính xác đây các bạn thấy không? Từng cái nhỏ đây nó rất chính xác. Logic của nó có một cái sự nó khá là logic. Đó, thì đây là cái stress jam. Ok, thì điểm qua bài hôm nay mình đã tìm hiểu về import audio để mình thu âm, import audio, import loop hoặc là mình kéo thả loop vô. Mình sử dụng Apple loop để mình làm nhạc hoặc là Apple loop để mình tạo hiệu ứng gì đó. Giống như mình hồi nãy mình đã làm, mình kéo thả vô đây là sẽ xuất hiện những cái option ở đây mình để mình chọn. Thì các bạn mình cứ chọn, mình sáng tạo trên những cái option này ha. Rồi. Cái thứ ba đó là mình thay đổi tempo. Nhấn phím option thay đổi tempo của một cái loop để mình làm nhạc nó dễ dàng hơn, cũng như là ví dụ mình muốn thay đổi tempo của một cái bản beat như vậy. Một cái bản beat như vậy. Thì mình vẫn có thể mình thay đổi tempo một tí bằng cách là đó, mình thay đổi nó stretch time. Tất nhiên là mình đừng thay đổi cái tempo của nó nhiều quá, nó sẽ bị méo. Còn nếu mà mình muốn thay đổi tempo một cách chính xác hơn thì mình sẽ sử dụng Flex Flex Tool. Đó là cái Flex Tool ở đây. Flex Tool mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở bài tiếp theo ha, về Flex Tool. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ha.